nhìn rất là hấp dẫn. Cái này mà có cái tô muối muối ớt ha. Hay Chén muối ớt rồi muốn chết rồi này, ông rút cho một tô ai ăn nổi. hái một xuống một trái, chấm một cái. Gì mà đeo chùm chùm vậy đó, Quay thấy ghê từ vậy đó chứ. góc cạnh này nè, nhìn thấy mới đã nè. Cái mận này là mận Đài Loan không em? Này là nó chưa chín á, nó mới khoảng chừng mấy tuần nữa mới ăn được. Nhưng mà cây mận này rất là ngộ, nhìn ở bên ngoài thì ít có trái lắm, ít thấy trái lắm, nhưng mà dập từ bên trong Rất là ngộ. dập từ bên trong dập ra thì ngộ đời lắm. Mà chưa bao giờ mà trái nhiều mà trái nó bự như giống vậy nữa, thấy chưa, dễ sợ. Mà cái cây mận này rất là ngộ, cái gốc lại rất là của nó giống như nó tỉa ra rất là nhiều nhánh, ngộ trồng xuống một gốc mà nó tỉa ra 4 5 nhánh luôn. Mà không có cao nha. Mà ngộ bây giờ á, trái nó giống như sắp sửa ăn nhưng mà bây giờ nó ra bông, ăn trái được nhỏ mấy đợt nhỏ nữa nè. ăn được mấy đợt Đây, cái chùm này anh nghĩ là cái chùm nó bự nhất nè. Nhưng mà khi anh quay á, nhìn ở trong cái phone này lại thấy nó học nó nhỏ hơn ở ngoài anh thấy nha. Đây nó thu lại nè. Đó. Đây là quay từ hướng dưới đất quay lên nè. Nhìn quay từ trong đây nhìn thấy trái không à? Không có thấy lá. Dễ sợ không? Ngày chưa có cái mận nào mà trái trái được giống vậy đó. Bò lết đi Tại cái mận này phải bò lết mới quay được. Tại nó không có cao. Muốn quay lấy hết cái trái ở trong đây là phải bò xuống. Xem cái trái nó to ghê chưa nè, thấy ham ha, chùm 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 luôn á, ở trên đây nữa nè, nó thấy mê chưa.